Vâng, em xin chào toàn thể các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lại lên hộ bạn Trần Việt Hà một số những giỏ lan có tại vườn. Rất mong được sự ủng hộ của chị chị. Các bác đặt hàng liên hệ số điện thoại dưới tiêu đề nhá. Phải giới thiệu với bác là cơ sở bán lan của bạn Trần Việt Hà này là một cơ sở bán lan nói chung là rất là uy tín các bạn. Rất là nhiều những giỏ lan khủng, giỏ lan đẹp nhá các bác nhá. Đầu tiên em lên các bác một giỏ siêu đẹp nhá. Chồn Lai Châu. Một đặc sản của Lai Châu các bác này. Một giỏ chồn lá siêu chất như này các bác nhá. Đấy. Quá chất này luôn. Gấp lũa như này. Cái này có 1 2 3 4 5 6 7. Cả mẹ cả con là 7 con nhá các bác nhá. 7 cây nhá. Mã số 1 chồn Lai Châu là 1 triệu 500 nghìn đồng. Mã số 1 nhá các bác nhá. Đấy. Đây nha. Quá VIP luôn các bạn, xếp rụt nha. Đấy, nó là dòng xếp rụt các bạn. Nên là cây nào nó lên nó ra nó xếp rụt dịp vào nhá. Mã số 1 là 1 triệu 500 nghìn đồng. Tiếp theo mà các bác đến với mã số 2 vẫn là chồn Lai Châu. Vỏ này có 3 này 6 là 9 12 cây. Vỏ này 12 cây các bác. 12 cây chồn được ghép vào gỗ lũa. Sừng sẹo này các nhá. Đấy, bộ rễ của nó thì ôm kín giỏ lũa rồi. Mã số 2 chồn Lai Châu là 650 000 đồng. Đây, các bác xem này. Toàn dòng chất như các bác nhá. Cái giỏ này thì cây nó nhỏ hơn cái kia các bạn. Bây giờ tiền nào của đấy đâu. Các bác mua tiền cao thì cây nó sẽ đẹp thôi. Mã số 2 là 650 000 đồng. Chồn Lai Châu. Và số 3 vẫn là chồn nhá các bác nhá. Số 3 một giỏ chồn này có 3 6 này, 7 8 cây. 3 6 8 cây. 8 cây các bác nhá. 500 000 đồng. 500 000 đồng cho mã số 3 chồn Lai Châu. Có 8 cây như này các bác nhá. Cái dòng chồn thì nó đẻ bình thường nhá các bác nhá. Nên các bác mua 8 hay 4 5 hay là 3 4 đều được hết vì nó sẽ đẻ ra các bác. Cây nó to nó đẻ nhá. Mã số 3 là 500 000 đồng nhá, chồn Lai Châu. Tiếp theo nhá, mã số 4 vẫn là chồn. Có đôi 4 6 cây. Rồi lấy 6 cây được ghép lên cái gỗ này nó rất là chắc luôn các bạn. Gỗ này rất là chắc luôn nhá. Mã số 4 chồn Lai Châu là 300 000 đồng. Có đôi 4 6 cây. Rất là xếp nhá. Cái dòng chồn này thì hoa nó quá là đẹp luôn. Các bác search mạng các bác xem nhá. Cái mặt hoa nó quá là đẹp. Mà hoa chồn Lai Châu rất là dài luôn. Mã số 4 chồn Lai Châu là 300 000 đồng. Tiếp theo mời các bác đến một dòng lan hoàng thảo u lồi. Hay cách khác là gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Vâng, người ta vẫn gọi là hoàng thảo ngũ tinh đấy. Để cho hoa vào dịp Tết các bạn. Dòng này thì hoa nó quá là đẹp luôn, đôi 4 6 6 thân. 300. Hoàng thảo u lồi này mã số 5 là 300 000 đồng các bác nhá. 300 000 đồng, thân dài nhất là 20 40 cm thôi. Thân dài nhất là 40 cm. Cái dòng này thì hoa nó quá là đẹp luôn. Mã số 5 là 300 nhá các bác nhá. Tiếp theo mời các bác đến với một giỏ hạc vĩ nhá. Hạc vĩ Lai Châu các bác nhá. Cây này lá mít này các bác này. Đây. Mã số 6 hạc vĩ Lai Châu 300 000 đồng. Mã số 6 300 000 đồng hạc vĩ nhá các bác nhá.
Số 7 em lên tiếp nữa bác, một giò hoàng thảo u lồi này. Số 7 hoàng thảo u lồi 300.000 đồng. Cái này có đôi 4, 6, vừa ngắn vừa dài, 6 thân nhé bác nhé. 300.000 đồng cho mã số 7 u lồi. Tiếp theo một giỏ u lồi nữa nhá. Giỏ này nhiều thân hơn này. Đôi 4, 6, 8, 9 thân. 350.000 đồng thôi nhá, hoàng thảo u lồi. Quá thuần luôn rồi các bạn. Độ thuần của nó thì quá thuần rồi. Mã số 8. 350.000 đồng hoàng thảo u lồi. Tiếp theo mời bác đến với một đặc sản của Lai Châu nữa, đó là dáng hương tam bảo sắc, dòng lá xếp nha bác nhá. Cái dòng lá xếp thì bao giờ hoa của nó sai hơn là và nhiều hoa hơn là cái dòng lá lướt các bạn, vì nó rất là có lực, cái lá nó khỏe luôn. Cây là xếp như này các bạn này, toàn là cây xếp thôi, ghép riêng vào một trụ như này nhá. Bao nhiêu nhỉ, bao nhiêu nhỉ? Rồi đây 300.000 đồng các bác nhá, cho mã số 9, giá hương tam bảo sắc, lá xếp nha các bác nhá. Đấy này có 3 là 6 là 8 cây. Rồi này có 8 cây các bác, mặt sau của nó. Độ thuần thì các bác lại yên tâm rồi. Cái dòng tam bảo sắc này thì các bác lên treo cái khu vực nào mà nó thoáng tí nhá. Nó cần gió nên là chỗ nào gió nhiều thì nó phát triển rất là tốt luôn. Đặc biệt là nó cũng treo cao một tí cũng được. Thì lá nó lại ngắn đi. Mã số 9 là 300.000 đồng. Tiếp nha các bác nhá, một trụ tam bảo sắc như này nữa ghép lũa nhá. Trụ này thì nhiều cây này. Đấy các bác xem cái cây to đẹp chưa này. Đấy. Cây này lá quá chất luôn các bạn. Lá rất là chất luôn. Rồi này là rất là nhiều cây. Toàn dòng lá xếp nhá. Đôi 4, 6, 8, 10, 11 cây. Tạm thời là nhìn thấy 11 cây. Dòng này thì nó đẻ khá là sai luôn. Rồi lá chất như này. Bản lá to như này. Đấy. Em chia sẻ các bác, rồi này là 600.000 đồng các bác nhá. 600.000 đồng cho mã số 10. Giá hương ta bảo sắc. Còn một sắc Lai Châu các bác nhé. Ôi, giò đùi gà này rất là đẹp luôn. Đùi gà tròn Lai Châu các bác nhá. Cái dòng này thì hoa nó quá là bền. Hoa nó bền tầm tháng luôn và mặt hoa của nó bao phê bao đẹp luôn. Như này nha, rất là nhiều thân luôn, rất là. Xem nào. Giò này gần như là 99% là thân tơ, thân chưa hoa nhá. Vừa thân tơ vừa thân chưa cho hoa nhá. Chỉ có một hai thân là năm vừa rồi nó ra rồi thôi. Toàn thân tơ nhá. Giò này chia sẻ các bác là 500.000 đồng cho mã số bao nhiêu? 10 hay 11? 11 à? 11 500.000 đồng nhá. Đùi gà tròn Lai Châu. Mã số 11 500. Tiếp theo nhá, mời các bác đến một giò kiều vuông Lộc Bác này. Giò bao phê bao chất luôn. Rất là nhiều thân luôn nhá, ghép vào giò ăn đẹp luôn. Đẹp từ giò đẹp đi các bác nhá. Giò kiều vuông Lộc Bác này bán cho các bác là 1 triệu đồng các bác nhá. 1 triệu đồng kiều vuông. Giò này khá nhiều thân đấy các bạn. Hơn 20 thân vừa ngắn vừa dài nhá. Thân vuông thân to đẹp luôn nhá. Mã số 12 1 triệu đồng các bác nhá.
Tiếp tục này bác đến với cáo Lai Châu nhá. Dòng cáo Lai Châu nó chất như này các bác này. Hoa của nó thì bao phê luôn. Hai cây như này nhá. 450.000 đồng cáo Lai Châu các bác nhá. Cho mã số 13. Cáo Lai Châu. Đây dân ghép vào cây cục giớn này. Cục giớn này khá là bền luôn các bác nhá. Mã số 13, 450.000 đồng cáo Lai Châu. Mười bốn là một em nhạn không biết nhạn tháng mấy các bác, nó chưa cho hoa nhá, như nhà em bán theo kiểu nhạn tháng tư các bác nhá. Hai cây như này các bác nhá, 250.000 đồng, được ghép vào lũa và đưa vào chậu gốm này các bác. Các bác cứ mua mà nó trổ từ nhà tháng 8 thì tuyệt vời luôn nhá. 250.000 đồng cho mã số 14 nhá. Tiếp tục mời các bác đến một giỏ cáo nữa, giỏ này quá đẹp luôn các bạn. 4 cây. Mã số 14. 4 cây như thế này nhá các bác nhá. Quá đẹp luôn. 450.000 đồng nhá các bác nhá. 14 hay 15 nhỉ? 15 chứ. Mã số 15. 450.000 đồng nhá các bác nhá. 4 cây này. Đấy. Cái này thuần từ bé luôn các bạn. Lấy con nó li ti đi ở rừng trồng về nhà thuần đẹp như này, thuần quá lâu à, con này chắc tầm 3-4 năm rồi các bạn, từ lúc cây nó mới mọc ở rừng phải ra. 450.000 đồng cho mã số 15 nhá. Vẫn lại cáo Lai Châu các bác nhá, đặc sản của Lai Châu. Dòng cáo Lai Châu thì hoa thường nó rất là tím, hoa thường và tím nó là, hoa nó lại dài luôn, nắm cây nó hoa nó dài hàng mét luôn các bạn. Dòng hoa cáo Lai Châu nó rất là có lực, bản thân cái lá của nó rất là to và lá nó rất là chất như này. Mã số 16, 3 cây như này các bác nhá, cũng 450.000 đồng cáo Lai Châu. Đấy. Cây nó mọc từ bé đẹp chưa, không hề mất lá gốc nhá. Mã số 16, 450.000 đồng. Tiếp theo hôm nay các bác một giỏ hạc vĩ trắng này. Hạc vĩ trắng tinh luôn nhé các bác nhé, trắng muốt. Giỏ này có đôi 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 thân dài, chưa kể thân ngắn, thân đang chuẩn bị chồi nhá. Giỏ này bán cho các bác là 1 triệu đồng các bác nhé, cho mã số 17. Hạc vĩ trắng nhá. Hạc vĩ trắng tinh nhá, trắng muốt luôn. Mã số 17 là 1 triệu đồng. Không lấy được chứ. Tiếp theo mà các bác đến với một giò hoàng thảo u lồi nhá, siêu phẩm. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi hoàng thảo ngũ tinh các bạn. Giò này ra hoa thì nó quá đỉnh luôn. Giò này là nguyên bản này. Trong tủ quạ. Cái này trồng trong tủ quạ các bạn. 1.500.000 đồng các bác nhá. Cho mã số 18 nhá. Hoàng thảo u lồi hay người ta vẫn gọi là hoàng thảo ngũ tinh ấy. Dòng hoa rất là chất luôn. 1.500.000 đồng, mã số 18. Thích bản mày nhiều quá. Tiếp theo mà các bác đến với quế trắng tháng 8 nhá. Cây xếp rụt như này quá nhá. Đây. Rất là nhiều cây luôn. Có 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21 cây nhá. Gọi 20, 20, 21 cây gì đấy các bác nhá. Mà nhiều bán ra đi. Thích bán ra nhiều. Số 7. Đó, 1.2 triệu đó. Mới trồng. Cái này là mới ghép các bạn. Nhưng nó đang đi rễ rồi các bác nhá. Đang đi rễ nhá, quế trắng tháng 8. Bán cho các bác là 1.200.000 đồng. Toàn cây xếp rồi. Đấy, ghép rất là đẹp nhá. Cây to ghép dưới, cây bé ghép trên. Thành một tác phẩm luôn, 20, 21 cây rồi đấy. Rất là nhiều cây luôn.
1.200.000 đồng, mã số 19 nhá các bác nhá. Tiếp theo vẫn là hạc vĩ nhá. Đồ này thì là hạc vĩ Lamit này. Bao nhiêu nhỉ? Hạc vĩ Lamit quá nhá. Rất là đẹp luôn. Bản lá to. Lá xếp từ gốc đến ngọn luôn. Cũng khá là nhiều thân đấy các bác. Giò này bán cho các bác là 500.000 đồng nhá. Mã số 20. Mã số 20 500 nhá các bác nhá. Hạc vĩ Lamit Lai Châu. Tiếp theo mời các bác đến với Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên Mường Tè nhá các bác nhá. Các bác xem cái tép của nó. Chất chưa? Đến con nó đẻ còn đẹp cơ. Đấy. Cái thân non đẻ ra to đẹp luôn. Dòng này thực sự bây giờ nó rất là hiếm luôn. Hàng rừng bây giờ là quá là hiếm. Giò Sơn Thủy Tiên này bán cho các bác là 600.000 đồng các bác nhá, cho mã số 21. Sơn Thủy Tiên nhá, Mường Tè đấy các bác. Mã số 21 600. Ấy cái gì đấy nhỉ, quên mất rồi. À, cái này cái gì quên rồi. À, kiếm gì đấy nhỉ? Kiếm cái gì của thằng Cao Bằng ấy. Quên mất rồi. Thôi quên thôi. Địa Bạch Ngọc. À địa... Địa gì? Địa gì vậy? Em bán cho các bác một giò địa nhá. Nhưng không biết giò địa gì đang ra lụ đây. Quên mất tên rồi các bác. Đang ra lụ đây nhá. Bao nhiêu? 300. Hoa màu đỏ. 300 đó. Cái này hoa màu đỏ các bác. Đang bắt đầu lụ đây. Đang hoa đấy, đang lụ, đang hoa nhá. Giò này bán cho các bác là 300.000 đồng cho mã số 22. Mã số 22 các bác nhá. Tiếp theo, 600. Mời các bác đến một giò nhạn tháng... À cái này có hoa rồi, để nhạn tháng 4 các bác. Giò này nhạn tháng 4 các bác nhá. Hai cây như này. Mấy đấy? 600. 600.000 đồng ạ. Giò này 600.000 đồng cho mã số 23 các bác nhá. Nhạn tháng 4. Nó có mặt hoa rõ ràng rồi. Tiếp theo một giò long tu đá xìn hồ cao ở Lai Châu các bác nhé. Giò này nguyên bản này. Giò này nguyên bản các bác. Lâu lắm lắm à. Đấy, hàng nguyên bản nhé. Hàng nguyên bản này thường nó rất là khỏe luôn các bác. Mã số 24. Bán cho các bác giò này là 600.000 đồng. Long tu đá xìn hồ cao. Dòng long tu đá này thì hoa nó rất là tím các bạn. Hoa tím đậm và hoa rất là thơm. Nên là giò nó rất là hiếm. Giá thành nó tương đối là cao các bạn. 600.000 đồng cho mã số 24 nhau nha. Lên tiếp giò trồn kinh lắm. Em lên tiếp cho bác một giò trồn này nữa nhá. Giò này thì nhiều cây. Nhiều cây bán giá hợp lý thôi. Mã số 25 400.000 đồng. Trồn Lai Châu coi nhá. Cái này hồi bán cho các bác 300.000 đồng đi. Cái này vừa nguyên bản vừa ghép thêm các bạn. Vừa nguyên bản vừa ghép thêm nhá. Đây. Bộ rễ của nó thuần đủ lắm này. 300.000 đồng cho mã số 20 mấy nhỉ? 25. 26 là quế trắng tháng 8 thôi nhá. 24 vòi hoa này. Xếp như này nhá. Có khá là nhiều con nhá. Cái này đang đẻ mấy con ở bên dưới nữa. Có hai con nhỡ. 450.000 đồng. 450.000 đồng cho mã số 26.
quế răng tháng 8 các bác nhé. Dòng này thì hoa nó siêu thơm. Tiếp tục mã số 27 nhé các bác nhé. Rồi này là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi tiếp các bác nhé. 450.000 đồng cho mã số 28. 27. Mã số 27 các bác nhé. Hoàng thảo u lồi. Rồi này khá là nhiều thân các bạn. Đồi 4, 6, 8, 10. Hơn chục thân, vừa ngắn vừa dài các bác nhé. Mã số 27 là 500 cho nó bay nhanh. 500.000 đồng các bác nhá. 500.000 đồng cho mã số 27 hoàng thảo u lồi. Vâng, và giỏ lan này thì kết thúc video nhà ngày hôm nay. Các bác muốn xem video tiếp theo hãy đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video sớm nhất nhà em. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác.